Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương ngày 10 tháng 1. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban ASEAN tại Washington, Hoa Kỳ. Đại hội lần thứ 2 Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khai mạc giải bóng bàn Praha mở rộng cho người Việt. Sau đây là thông tin chi tiết của chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu chung là giảm nguy cơ mua bán người, giảm tội phạm mua bán người, thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước và các nước hoặc vùng lãnh thổ khác theo cam kết quốc tế và pháp luật Việt Nam, ưu tiên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tỉnh giáp biên giới với Lào, Campuchia và Trung Quốc. Chương trình đặt mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cá nhân, gia đình và toàn xã hội nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ mua bán người, đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người, tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân kịp thời, an toàn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân, hoàn thiện pháp luật và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng chống mua bán người, tăng cường hợp tác và thực hiện các cam kết quốc tế về phòng chống mua bán người. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh vừa chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban ASEAN tại Washington, gọi tắt là ACW. Đây là phiên họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Việt Nam làm chủ tịch ACW từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2016. Tham dự phiên họp có các đại sứ, đại diện đại sứ quán 10 nước ASEAN tại Mỹ, khách mời phía Mỹ có trợ lý ngoại trưởng Daniel Russell. Phiên họp nhấn mạnh bối cảnh đặc biệt của năm 2016, ngay sau sự ra đời của cộng đồng ASEAN, cũng như sự thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ và trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN dự kiến được tổ chức vào tháng 2 tới tại California. Tại phiên họp, đại diện các nước ASEAN cùng thảo luận về chương trình làm việc của ACW trong năm 2016, đồng thời chia sẻ với phía Mỹ về các biện pháp thúc đẩy hình ảnh cộng đồng kinh tế ASEAN tại Mỹ và dự kiến những vấn đề cần ưu tiên tại hội nghị thượng đỉnh Sunnyland sắp tới. Đại hội lần thứ 2 Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào đã diễn ra vào chiều 8 tháng 1 tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viên Chăn của Lào. Tham dự có Phó Thủ tướng Lào Sòm Savat Lênh Savat, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác song phương Lào-Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam. Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 2009. Trong nhiệm kỳ thứ nhất, giai đoạn 2010-2015, hội đã có nhiều hoạt động tăng cường gắn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại nước này. Đánh giá cao kết quả của hội trong nhiệm kỳ qua, Phó Thủ tướng Lào khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Lào, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước. Có thể nói là mấy năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của Lào mỗi năm bình quân đạt 75% trở lên, trong đó lại có sự đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài cái sự viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam rồi, thì có sự đóng góp của các nhà doanh nghiệp Việt Nam này. Cho nên tôi xin thay mặt chính phủ Lào chân thành cảm ơn sự đóng góp to lớn của chính phủ Việt Nam cũng như các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Trong thời kỳ hội nhập, đặc biệt là khi hai nước đã gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, Phó Thủ tướng Lào đề nghị Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2 sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước để cùng nhau phát triển, tăng sức cạnh tranh. Cũng tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, các thành viên của hội sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết hơn nữa để đưa hội và các doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới với 21 thành viên do ông Nguyễn Thế Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Chicharon làm Chủ tịch. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao giấy khen cho hội vì những thành tích xuất sắc trong việc củng cố, phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước
cũng như trong việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương đất nước. Trong những ngày qua, thì vụ lừa đảo vé máy bay qua Facebook Vi Trần đã gây ra những lo lắng và bất ổn lớn trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Australia. Ngày 8 tháng 1, Đại sứ Lương Thanh Nghị đã viết thư gửi các lưu học sinh và toàn thể cộng đồng liên quan đến vụ việc này. Trong bức thư, Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị bày tỏ sự chia sẻ cảm thông sâu sắc với các sinh viên Việt đang trải qua những lo lắng sau vụ việc lừa đảo vé máy bay hết sức nghiêm trọng xảy ra với hàng trăm sinh viên Việt tại Australia. Trọng tâm bức thư, đại sứ mong muốn cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Australia bình tĩnh, đoàn kết, tôn trọng pháp luật nước sở tại và hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng để vụ việc được sáng tỏ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, cộng đồng cần hỗ trợ nhau, tăng cường chia sẻ thông tin và đặc biệt nêu cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. Đại sứ Lương Thanh Nghị khẳng định, quá trình điều tra và hỗ trợ các sinh viên gặp nạn đang được Đại sứ quán Việt Nam tại Australia phối hợp với các cơ quan cảnh sát nước sở tại thực hiện nghiêm túc, hết sức mình để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia. Xin được chuyển sang một số thông tin khác. Một chuỗi nhà hàng Việt Nam tại Anh đã âm thầm đóng góp tới 40% lợi nhuận cho các hoạt động từ thiện trong suốt 6 năm qua và có kế hoạch mở một nhà hàng phi lợi nhuận. Theo báo Standard, thì bà Mỹ Lệ và chồng là ông Trần Văn Sử mở nhà hàng miền Tây đầu tiên ở thủ đô London 7 năm trước đây. Hiện họ đã có tổng cộng 3 nhà hàng. Và ngay khi bắt đầu có lãi, hai vợ chồng đã đóng góp 40% lợi nhuận cho các hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Ước tính đến nay, chuỗi nhà hàng miền Tây đã chi khoảng 250.000 bảng Anh, tương đương khoảng 8,2 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận giúp đỡ hàng trăm nghìn người. Vợ chồng ông bà Văn Sử và Mỹ Lệ đã hỗ trợ quần áo, đồ chơi, đồ dùng học tập cho người nghèo, góp tiền xây cầu, đường, trạm y tế và trường mẫu giáo. Giải bóng bàn mở rộng 2016 dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã khai mạc tại thủ đô Praha ngày 8 tháng 1. Giải đấu có sự tranh tài của gần 30 vận động viên đến từ các địa phương của Cộng hòa Séc. Giải quy tụ tất cả các vận động viên không chuyên là người Việt Nam hoặc người Séc gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Ban tổ chức đã bốc thăm phân hạng thi đấu ABC cho các vận động viên. Theo điều lệ, các tay vợt thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm và người cao điểm nhất các thứ hạng sẽ giành chiến thắng. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cúp lưu niệm cho các vận động viên đoạt giải nhất, nhì, ba của cả ba thứ hạng và kỷ niệm chương cho tay vợt cao tuổi nhất và chơi phong cách nhất. Các vận động viên tiếp tục tập luyện ở địa phương chuẩn bị cho giải bóng bàn thân thiện toàn châu Âu 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 tới tại Berlin, Đức. Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam, vào sáng 9 tháng 1, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lễ tuyên dương sinh viên năm tốt và chương trình giao lưu với chủ đề Sinh viên trước thách thức hội nhập. Sau khi cùng các thế hệ đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử hào hùng của 66 năm qua của phong trào học sinh sinh viên Việt Nam, Thành đoàn Đà Nẵng đã tuyên dương và vinh danh 59 sinh viên năm tốt cấp thành phố, 4 sinh viên năm tốt cấp trung ương, đồng thời trao tặng giải thưởng sao tháng riêng cho 8 sinh viên xuất sắc. Nhân sự kiện này, tuổi trẻ thành phố đã có buổi giao lưu đầy ý nghĩa và vai trò của hội nhập với sinh viên. Nhiều thách thức đã được đặt ra cho những trí thức trẻ khi muốn đẩy mạnh hội nhập, đó là nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, khả năng nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức về các vấn đề quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việt Nam sau chiến tranh như thế nào? Vẫn là câu hỏi của nhiều người bạn nước ngoài, trong đó có các bạn trẻ Mỹ. Họ vốn chỉ biết đến Việt Nam qua sách báo hay những thước phim hay trong các tiết học nghiên cứu về đất nước này tại giảng đường đại học. Chưa một lần tới Việt Nam, 12 sinh viên thuộc Đại học Salisbury của Mỹ đã có những kỷ niệm đáng nhớ trong chương trình sinh viên hoạt động tình nguyện tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam, hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức. Và sáng 8 tháng 1, đoàn đã đến tìm hiểu và hoạt động tình nguyện tại làng hữu nghị Việt Nam Vân Canh, ghi nhận của nhóm phóng viên VTV4. Không còn khoảng cách về địa lý và ngôn ngữ, 12 bạn trẻ người Mỹ này đã có những giờ phút thật đặc biệt với những người bạn mới. Những trẻ em khuyết tật nhiễm chất độc da cam dioxin tại làng hữu nghị Vân Canh, Hà Nội. Đây là hoạt động trong chương trình tìm hiểu về Việt Nam của các sinh viên trường Đại học Salisbury, bang Maryland, Hoa Kỳ. Tôi cảm thấy rất vinh dự được có mặt tại đây hôm nay để có được những trải nghiệm thú vị này. Các em nhỏ rất dễ thương. Dù là lần thứ 3 tới thăm và làm việc tại Việt Nam, nhưng tiến sĩ Brian Horikami vẫn luôn có sự trải nghiệm mới mẻ khi lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất này.
Khi tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2001, tôi đã cảm nhận được rằng đây là một đất nước xinh đẹp và con người cũng thật tuyệt vời. Là một giáo sư và nghiên cứu về nghệ thuật thông tin, tôi rất muốn chia sẻ những trải nghiệm tới các em sinh viên của mình. Tôi nghĩ rằng có một điều rất quan trọng mà sinh viên của tôi cần hiểu, đó là làm cách nào để kết nối với con người, kết nối những người bạn lại với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Làng hữu nghị Việt Nam là một địa điểm hợp lý. Thông qua trẻ em và các cựu chiến binh, các sinh viên của tôi sẽ hiểu được phần nào những hậu quả của cuộc chiến tranh để lại, và chúng ta nên hướng tới tương lai. Trong 2 tuần, các sinh viên được tìm hiểu về lịch sử, đất nước, con người và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam thông qua các bài thuyết trình, tham quan thực tiễn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc. Tôi sẽ kể với mọi người rằng mọi thứ tại Việt Nam thật tuyệt vời, con người rất thân thiện. Chúng tôi cũng có những hoạt động thiết thực và được đón tiếp rất chân thành tại Việt Nam. Hành động của chúng tôi góp phần nào đấy trong việc xây dựng đất nước và giúp đỡ người dân nước bạn. Tôi rất yêu văn hóa đất nước các bạn, con người nơi đây. Tôi thấy ở họ đều toát lên sự thân thiện, lòng nhân đạo. Tôi đã được đón tiếp rất nồng hậu, được lắng nghe, và tôi còn rất bất ngờ về sự khiêm nhường của người Việt Nam. Mặc dù trải qua nhiều gian khó, nhưng các bạn vẫn rất cởi mở. Đó là giá trị đạo đức đáng học hỏi. Mỗi một cây xanh được ươm trồng mang theo những mong ước gắn kết, hàn gắn những vết thương chiến tranh. Hoạt động giao lưu, tìm hiểu của thế hệ trẻ học sinh, sinh viên giữa hai nước sẽ thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước trong tương lai. Không chỉ góp phần giúp sinh viên Mỹ hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, những hoạt động giao lưu tình nguyện mang tính thiết thực như thế này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa những người trẻ của hai đất nước. Hoạt động thực tế tại Việt Nam của các sinh viên Mỹ sẽ còn kéo dài đến hết ngày 19 tháng 1. Triển lãm tranh Từ trái tim đến tâm hồn của họa sĩ Daniel, phu nhân đại sứ Vương quốc Maroc đã khai mạc vào tối 8 tháng 1 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội. Triển lãm này là một sự diễn giải về văn hóa, cuộc sống thường nhật của con người Việt Nam, về tình người và cả những điều khác biệt trong văn hóa của hai quốc gia, thông qua cảm nhận của tác giả Daniel. Với 28 tác phẩm tranh sơn dầu và sơn mài, người xem có thể cảm nhận được tình yêu của bà đối với Việt Nam. Gần 10 năm sinh sống tại Việt Nam, đối với họa sĩ thì đây là quãng thời gian sáng tác nghệ thuật rực rỡ và đầy cảm xúc. Người xem có thể bắt gặp những nét rất Việt Nam như những cây đào, cây quất, hoa sen, những con phố cổ Hà Nội tấp nập người qua lại hay những thành phố tráng lệ ở Maroc. Đây không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà còn thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Maroc. Triển lãm là cơ hội để giới thiệu văn hóa của Maroc cũng như văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Triển lãm sẽ kéo dài đến tháng 4 năm 2016. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình tại 2 địa chỉ website đang hiện trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.